Bộ Y tế vừa bổ sung thêm 3 dịch bệnh mới vào danh mục các bệnh cần cách ly tại thông tư 17/2019/TT-BIT về hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh dịch bệnh truyền nhiễm. Ngoài 6 bệnh bạch hầu, ho gà, sởi, bệnh than, viêm màng não do mô cầu, tay chân miệng, Bộ Y tế đã bổ sung thêm 3 dịch bệnh thủy đậu, quai bị và rubella vào danh sách phải cách ly y tế. Đây là những bệnh được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Rút kinh nghiệm từ dịch sởi năm 2014 khiến hơn 100 trẻ tử vong do lây nhiễm chéo, Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện khoanh vùng và cách ly, đồng thời sẽ tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định với các cá nhân đơn vị cố tình giấu dịch, không tuân thủ các biện pháp giám sát cách ly.